Tại sao Nobita mình trốn ở đâu cũng biết hết vậy? Nào muốn phát điện luôn. Cậu đừng hòng trốn cha nè. Cậu đang trốn ở trong đây chứ gì? Ở đây nè. Ủa, lạ quá vợ, sao lại không có vậy chứ? Rõ ràng là trên bản đồ hiển thị vị trí ở đây mà ta. May quá thoát được rồi. Nhưng mà sao kỳ lạ vậy ta? Sao Nobita không phát hiện ra mình ở đây chứ? Ủa, thì ra là cái quy hiệu này. Giờ thì mình đã hiểu được nguyên nhân chuyện này rồi. Nobita, Chayan và Sunio đang ở trong đây ạ. Con mau ra đây đi, cục cưng Sunio. Có trốn thì cũng vô hết. Mau ra đây cho. Cái này cũng hay đó. Đúng như mình nghĩ, mấy cái quy hiệu đó là thiết bị phát tín hiệu. Kỳ lạ thiệt đó. Hả? Không lẽ bảo bối này đã bị hư rồi sao ta? Ủa mà Doraemon không có ở đây. Hả? Chuyện gì đây? Hả? Mấy cái người đó giờ đang đánh cha túi bụi lên bờ xuống ruộng luôn rồi. Nhưng mà sao đó, mấy cậu ấy lại xếp thành vòng tròn bắt đầu nhảy múa. Cái cây xanh xanh thì lá cũng xanh. Lần này lại tập trung và bắt đầu bước đi rồi. Các cậu ấy cùng nhau, họ đã cùng nhau nhảy xuống hồ. Thiệt tình không hiểu nổi mà, chuyện gì đang xảy ra ở đó vậy? Ủa, chuyện này là sao? Rất vui được gặp cậu, Nobita. Tụi này biết cách thức mấy cái quy hiệu đó hoạt động rồi. Thì đây cũng là cách để mình có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của một quản lý đó mà. Im miệng đi, tụi này trả cho cậu mối quy hiệu xấu xa đó đó. Chạy đi cậu. Mình cái lỗi rồi, tha cho mình đi nè. Tha cho mình đi. Đúng là kỳ lạ thiệt đó nha. Các cậu ấy đã vào nhà vệ sinh trong công viên được một tiếng rồi mà sao vẫn chưa ra vậy kìa. Nobita. Đâu rồi ta? Nobita. Nobita. Cậu đâu cậu rồi? Vậy là sao? Để coi. Doraemon, Doraemon. Ê, ai vậy? Ai? Nobita. Ở bên đây nè. Cậu mau đưa mình ra ngoài mà không để các cậu ấy phát hiện đi. Nobita. Mau ra đây, nghe chưa Nobita? Doraemon.